Thưa quý vị, mặc dù chỉ vừa mới ra tù thôi, thế nhưng do thiếu tiền tiêu xài, Nguyễn Công Hùng lại dấn thân vào con đường vi phạm pháp luật. Đối tượng này rủ bạn đi trộm cắp xe máy, sau đó thì bị lực lượng công an bắt giữ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy Hà Nội đã vừa làm rõ vụ trộm cắp xe máy xảy ra tại phường Mai Dịch, đồng thời bắt giữ đối tượng gây án là Nguyễn Công Hùng, sinh năm 1990 và Nguyễn Quý Trường, sinh năm 2002, cùng chú tại huyện Sóc Sơn. Và đáng chú ý, Hùng đã có tới 3 tiền án và vừa chỉ ra tù được một tháng trước đó. Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được cùng lời khai của các đối tượng xác định, sau khi ra tù, do không có công an việc làm lại cần tiền tiêu xài, nên Nguyễn Công Hùng nảy sinh ý định đi trộm cắp xe máy trên địa bàn thành phố Hà Nội. Hùng gọi điện thoại cho trường rủ đi trộm cắp cùng. Trước khi đi, các đối tượng chuẩn bị hai vam phá khóa kim loại và một tay công chữ L. Di chuyển đến ngõ 32 phố Trần Vĩ, phường Mai Dịch, hai đối tượng đã trộm một chiếc xe máy, tuy nhiên khi đến cổng trường đại học sư phạm thì bị công an phường dịch vọng trong khi làm nhiệm vụ phát hiện có biểu hiện nghi vấn đã dừng xe yêu cầu kiểm tra hành chính lực lượng công an đã thu giữ ba vam phá khóa và một tay công đấu tranh tại chỗ các đối tượng khai nhận vừa gây ra vụ trộm cắp xe máy tại phố trần vĩ nhưng không thành khai thác mở rộng hùng và trường khai nhận đã cùng nhau thực hiện chót lọt vụ trộm cắp xe máy khác tại phường mai dịch Chiếc xe này sau đó được các đối tượng bán với giá 9 triệu đồng chia nhau tiêu xài. Hiện công an quận Cầu Giấy đang củng cố hồ sơ tài liệu để đưa Nguyễn Công Hùng và Nguyễn Quý Trường ra xử lý trước pháp luật.